Hello các bạn, thì mình là Chuối đây. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi game Toilet. Sticky dog 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 yes yes, sticky dog dip dip dip. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì mình là Chuối đây. Thì hôm nay đã là mùng 1 của đầu năm mới rồi. Thì nhân dịp năm mới, mình xin chúc tất cả các bạn và gia đình có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Ok, và bây giờ ở clip hôm nay mình sẽ có là thử vận may đầu năm để săn con Dogly với 100k coin nha. Để xem là đầu năm nay mình có may mắn được không nha các bạn ơi. Nào, bây giờ thì gọi là đang có cái vòng sum. Ui, có cả UTC luôn các bạn ạ. Đây có UTC với laser ca. Ui, con len laser ca này cũng ngon cơ. Ok, thì mình đã ăn cái lucky lên rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào và từ từ tắt mấy con này đã. Truy cập ngay chuối roblox.com để nhận ưu đãi nhân dịp năm mới. Nhập mã giảm giá Tết 2024 để được giảm 15% giá trị khi mua unit tại shop. Và chương trình chỉ áp dụng đối với những unit có giá trị trên 100k. Đừng bỏ lỡ nha các bạn ơi. Đầu tiên, vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ phải cúng 3 phát trước nha. Ok, phát đầu tiên này. Ôi giời, được con... Thôi, được cái con màu xanh này thấy lủng ấy. Phát thứ hai. Ui, hai con màu xanh. Ô, hôm nay màu xanh à, toàn màu xanh à. Ui, được con re này các bạn ơi. Nói chung là ba nhang đầu thì không ổn rồi. Chúng ta sẽ làm phát 10 đầu tiên. Ui giời, toàn tím với xanh. Đây là ai? Quan trọng là hai con này để xem hôm nay. Ơ, vừa mình là cứ tính mình là 230 đi. Mình sẽ zoom khi nào còn 130k thôi nha. Ui, hai len luôn. À, các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh giúp mình nha. Cả đấy, không nhiều lúc bây giờ cứ phải xin like các bạn. Gọi là xin like với đăng ký kênh. Nhiều bạn gọi là vào xem nhưng mà hơi lười like, làm clip mình hơi mất tương tác các bạn ạ. Các bạn gọi là like giúp mình để clip mình gọi là như nào nhỉ, xu hướng một tí để có nhiều người biết đến mình hơn. Đấy, cảm ơn các bạn trước nha. Ok, quay trở lại này. Nãy giờ 4k coin đi tong rồi đấy. 4k coin đi tong mà toàn ra len lủng thế này. Ui rồi, toàn... Ui rồi, không có lấy một con màu đỏ, không có lấy một con màu vàng. Ui, sao cảm giác cái vòng sum này hình như càng ngày càng khó hay sao các bạn ơi. Nói chung là càng ngày càng khoai hay gì ấy. Nào nào, sắp 10k coin đến lơi rồi mà toàn nịt thế này. Đầu năm là vận, gọi là vận may đầu năm đâu hết rồi, tụ hết lại đây. Đầu năm chưa gì đã thối tay này là lủng ấy các bạn ơi, không ổn đâu đấy. 10k coin rồi, hơn 10k coin ra đi rồi. Mình chỉ được mấy con len thôi các bạn ạ. Ui, được mấy con len lỏ thôi. Cúng tiếp nha các bạn ơi. Ra lệ, lệ cái bảng này đó, lệ đó. 1, 2, 3, đấy. Cái gì? Cái gì đấy? Copy cái gì đấy? Ui, quên mất, lệ xong mình phải cúng nữa các bạn ơi. Kiểu này không ổn. Ui giời ơi, basic. Ui giời ơi, basic. Ui, cái gì đấy? Ui giời ơi, ui giời ơi, lủng rồi các bạn ạ, không ổn rồi. Chuối đỏ chó đuổi cái gì, lủng đến lời đây này. Thấy coi tụt là biết rồi nhá, cứ thấy coi tụt mà không thấy thông báo ở lên đây là biết rồi đấy. Cứ thấy coi tụt mà không thấy thông báo là hiểu luôn rồi đấy. Ui, toàn nịt thôi các bạn ơi. Sao nhở, vận may đầu năm thế này, vận may đầu năm ra một con đâu Godly là cả năm may mắn thôi. Không thì ra một con mỹ thích, ra một con UTC nhẹ nhàng xem nào. À, Tết này kiểu mình cũng hơi bận đấy các bạn, nên là nhiều bạn gọi là có sử dụng dịch vụ trên shop mình thì các bạn thông cảm nhá. Mình vẫn sẽ cam kết là sẽ trả đơn cho các bạn trong ngày, nên là các bạn cứ yên tâm. Còn kiểu nhiều lúc mình bận ăn uống các kiểu đà điểu ấy, ăn chơi nhảy múa ấy, nên là mình không trả đơn được luôn đâu. Nên là các bạn thông cảm giúp mình, các bạn đợi một chút, nhiều chút nhá. Nhưng mà chắc chắn sẽ trả cho các bạn trong ngày đó, không bao giờ mình để đơn sang ngày thứ hai đâu, các bạn yên tâm nhá. Ok, quay trở lại với vòng sum này. Ui, cái gì thế này? Ui, để lúc 3k xem nào, là 30k coin ra đi rồi đấy. Mình tính cày lên 1 triệu coin xong mình mới sum cơ, nhưng mà kiểu hôm nay gọi là đầu xuân năm mới, mình cũng muốn gọi là thử tí xem nó thế nào. Nhưng mà thế này thì lủng rồi, 30k coin đã ra đi nhá. 30k coin, ui. Ok, một con mythic chứng tỏ là vẫn hên các bạn ạ. Một em mythic chứng tỏ là vẫn hên, chứng tỏ vẫn là chuối đỏ chó đuổi. Một em mythic rồi, không sao cả.
hên các bạn ơi. Thế này gọi là chắc chắn năm nay hên rồi. Chỉ cần ra một con mythic là mình đã thấy đỏ lắm rồi, lại còn đúng con mythic màu đỏ luôn. Ui, đúng đỏ luôn các bạn ơi. Nào thêm khoảng tầm 2 con nữa, 2 con mythic nữa thôi là ổn này. Là ổn này, không có ổn loi lia được. Nào, ui. Sao cứ thấy toang toang thế nào nhỉ? Toàn laser thôi. Ui, cái kho unit của mình thì loạn hết cả soạn, lộn hết cả sộ lên rồi các bạn ạ. Toàn mấy con táo lao, tù bloom, tà lao thôi. Ui, x ra đã. Toàn legendary thế này thì lụng à. May quá, 30 coin cũng được một con UTC. Gọi là như nào nhỉ, động viên tinh thần thôi các bạn ạ. Chứ vẫn chưa đủ gì cả. Gọi là chỉ là một chút động viên thôi. Ui, sao thấy toang đấy nhở? Lụm. Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại, săn con này, săn con Dogly này. Bình tĩnh lại. Săn con Dogly này. Cái gì ra UTC em bú cái gì đấy. Mày cho mình cái nịt. Cất giữ cho giữ hộ à? Giống như kiểu giữ hộ tiền lì xì à? Đấy, bình thường mình bây giờ mình lớn rồi, nhưng mà hồi nhỏ ấy mẹ mình hay bảo là năm nay được bao tiền lì xì nhỉ? Đâu, đưa mẹ giữ cho. Mai sau lớn mẹ trả cho. Nhưng mà bây giờ lớn rồi chả thấy mẹ trả cái gì cả. Mẹ cũng chả nói gì luôn. Không biết thế nào các bạn nhỉ. Không biết các bạn có gọi là có chắc, mình nghĩ chắc chắn tất cả các bạn đều mắc cái trường hợp đấy rồi. Ui, ngon. Ngon. Ngon ngon, hai mythic các bạn ơi. Hai mythic. Bú rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ui. Ui. Ui, hai phát liên tục. Hai nhảy liên tục các bạn ơi. Đỏ. Thôi, mình nghĩ với cái thế này là mình năm nay chắc chắn mình là hên rồi các bạn ơi. Mình chắc chắn hên rồi. Một kiểu mình tầm khoảng bao nhiêu ca nhỉ? 50k chưa? Ừ, 50k, cho là 50k coin đi. Mình ba con UTC à. Thôi, bú đã các bạn ơi, ngon rồi. Ui. Năm nay hên chắc rồi các bạn ơi. Không phải khổ sở với con Dogly nữa rồi. Năm nay không phải khổ sở với con Dogly nữa rồi. 4 UTC rồi nhá. 4 UTC, 4 mythic cũng không phải khổ sở với con Dogly. Hên rồi các bạn ơi. Mục tiêu ban đầu chỉ là 3 con mythic thôi, nhưng bây giờ chúng ta đã được 4 thì chứng tỏ năm nay là quá hên đối với mình rồi. Không biết bao giờ kiểu admin mới có mấy con nhiều con unit mới ở trong cái vòng sum nhỉ, thì ngon các bạn nhỉ. Nếu mà con ra con unit mới thì ngon đấy. Tại vì mình thấy cái con Dogly này thì bây giờ săn mình cũng có rồi ấy. Thì săn nó không được hưng phấn lắm. Đấy, nói chung là tỷ lệ thì nó cũng thấp đi. Ừ, nhưng mà nếu mà ra con mới thì tỷ lệ nó gọi là thấp hơn con này nữa thì mình niệm luôn. Chỉ mong là tỷ lệ nó cao hơn chút thôi. Khoảng 1% đi. À, thế này thì 0.1 thôi. Đây, chen vào giữa con UTC với con Mythic với cả con Goldly. Đấy. Ui. 5 UTC của... Quá đã các bạn ơi. Quá đã. Ui, chứng tỏ là hên này các bạn ơi. Ui, một phát hên. Chuối đỏ, chó đuổi. Ui, năm nay mà không hên thì năm nào hên các bạn ơi. Năm nay mà không hên thì năm nào hên. Bao nhiêu nhỉ? Mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 con đúng không? Con mà 7 con các bạn ơi. 7 con. Ui, trời ơi, năm nay đỏ quá các bạn ơi. Hên rồi, năm nay là chuối đỏ. Quá dữ. Xem ở đây có mấy thằng nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đông quá nhỉ, định lì xì mỗi thằng một con UTC. Nhưng thôi đông quá, thôi tí cho len thôi nhá. Tí lì xì mỗi thằng mấy con len. Mỗi thằng 5 len ấy. Chắc đủ mỗi thằng 5 len. Lì xì cho mỗi đứa 5 len chơi cho chuất. Chắc tại sục nhiều quá. Mày không biết à, tích cực quay tay vận may sẽ đến em nhá. Đấy, anh em gọi là lên quay tay đầu xuân năm mới, lên quay tay thật là căng. Để gọi là vận may sẽ đến các bạn ạ. Mình sẽ sum lốt 26k coin nhá. Mình để lại đúng 130k. Ui, không sao, với 7 con UTC là mình để thấy mình quá hên rồi đấy. Ok. Mẹ khi nói con đưa lì xì mẹ giữ. Đúng thật.
Mình nghĩ chắc chắn các bạn đang xem kênh mình, các bạn vẫn còn nhỏ. Mà các bạn nhỏ thì các bạn nhận lì xì, thế là mẹ các bạn sẽ nói một câu thật là tình cảm: năm nay được bao tiền? Thế đưa đây mẹ giữ cho, sang mấy nước lớn mẹ đưa cho. Đấy, là các bạn lớn lên thì mất hút. Đấy, cái câu muôn thuở lúc nào cũng sẽ là mẹ giữ hộ. Tám UTC, quá bú. Ui, 8 UTC rồi. Chuối đỏ, ui. Thế là mình hên lắm, toàn ra con mythic mà con mythic màu đỏ. Chứng tỏ mình đang rất là hên nha các bạn. Đầu xuân năm mới mình đang rất là hên nha. Rất là chuối đỏ. Làm mời chuối sập xét ạ. Ui, bây giờ mà khoảng 13k con này bú thêm con nữa thì... Ui thôi, toàn basic, trắng xóa. Ui sao toàn... cảm giác nhiều. Đúng rồi, chắc chắn mình bú 8 con là đúng rồi, tại vì lúc đầu mình làm gì có con nào đúng không? Nãy mình đếm không nhầm thì là 8 con rồi đấy. Mình đã bú được 8 con UTC. Chưa đến 100k coin nhá. Đây, còn 9k nữa này. À mình nghĩ là hơn đấy. Hơn 100k coin này nếu mà sum hết, tại vì mình bán đi ấy. Mình bán hết xong mình sum mà. Cái gì chịt chuối đấy cái thằng này. Vớ vẩn. Nào, nốt thì lốt 6k coin nên bú thêm con Âu nữa thì tuyệt cả là vời. Làm nhẹ con Âu cho tuyệt cả là vời các bạn ạ. Làm nhẹ con Âu. Ui, không kỷ niệm một con nữa ở 8 này. Ừ, số 8 là gọi là phát à? Ừ đúng rồi. Theo gọi là tí gọi là tâm linh ấy thì gọi là sao nhở? Nói chung là có lộc các bạn ạ. Nói chung là mình đang có lộc nha, đang hên với 8 con UTC thôi các bạn ạ. Hiện tại thì mình đã sum được 100k coin và không sở hữu một em Dogly nào cả, nhưng mà mình đã bú được 8 UTC các bạn ạ. Chứng tỏ năm nay mình khá là hên. Đấy, thì clip gọi là đầu năm của mình, gọi là thử vận may của mình thấy quá là gọi là mỹ mãn rồi. Thì các bạn xem clip đến đây thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye các bạn, và chúc các bạn một năm mới vui vẻ mạnh khỏe nha. Bye bye.